Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 364 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mời sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói, lúc bây giờ Tích Trường Canh rơi vào trong vùng vây. Tinh Hà Linh Thể là nhân vật chính của thời đại này. Hắn vốn có cơ hội trở thành đạo tôn mới, mở ra thần tu bí cảnh, nhưng không ngờ lại bị Phong Hữu Trung, không phải Tinh Hà Linh Thể, đi trước một bước định ra thần tu bí cảnh thất đạo luân hồi. Nhưng thực lực của hắn cũng không phải là tầm thường, đặc biệt là chư vị đại đế của lục đạo giới đều đem lục đạo giới tới, càng khiến cho hắn như hổ thêm cánh. Nhưng đại đế bao vây quá đông, mỗi một vị sức mạnh đều rất khủng bố, khiến cho hắn cũng rơi vào trong hiểm cảnh. Bảy vị đại đế bên cạnh của hắn thì là bọn Lục Thiên Vương được Tích Trường Canh đề bạt tu thành đại đế. Còn các mấy lão huynh đệ khác thì vì tư chất có hạn nên không có duyên với đế vị. Bọn Lục Thiên Vương rất trung thành với hắn, nhưng cho dù có thất đế tương trợ thì Tích Trường Canh cũng khó địch lại đối thủ được. Đang trong lúc gắng gượng chống đỡ thì đột nhiên lục đạo giới của mấy vị thượng cổ đại đế hỗn loạn. Mấy chục vị đại đế bị Tinh Hà quấn chặt, không thể thoát thân. Tích Trường Canh lập tức dẫn bọn Lục Thiên Vương đánh ra khỏi trùng vây. Nhìn thấy người ra tay thì không khỏi cựng người, hắn cung tay: Tinh Nguyệt vâng ra. Người ra tay cứu hắn chính là Yêu Tinh Nguyệt, cũng là Tinh Hà Linh Thể. Hai vị Tinh Hà Linh Thể đứng kề vai, hợp lực đối kháng với những đại đế khác, liên tiếp giết mấy đại đế, chấn kinh bốn phương. Bên trong chiến trường đột nhiên biển lửa ngập trời, một con phượng hoàng lửa chín đầu đứng trong biển lửa vô cùng hung ác, chín cái đầu há miệng ăn vô số thần ma. Thiên Phượng Hoàng tộc cũng không phải bị diệt tộc rồi hay sao? Hách Liên Khuê Ngọc chấn kinh kêu lớn: Nghe nói Thiên Phượng Hoàng tộc do Phượng Thiên Nguyên Quân bị diệt tộc, sao vẫn còn đại đế của Thiên Phượng Hoàng tộc vậy? Thiên Phượng Hoàng tộc chính là tộc bị ta diệt kìa. Con Phượng Hoàng lửa chín đầu hung ác lao thẳng tới Hách Liên Khuê Ngọc, nhưng bị mười mấy vị đại đế Hách Tư Thị cản lại. Hắn kể khẩy: Thế gian này căn bản không có cái gọi là Thiên Phượng Hoàng tộc, chủng tộc của ta mới là Thiên Phượng Hoàng tộc. Đó là Phượng Minh Sơn. Bên cạnh Hách Liên Khuê Ngọc, Phong Vũ Kỵ ngẩng lên nhìn nói: Hắn là kình địch năm xưa của Thái Hoàng, sau đấy phản lại Phượng Thiên Nguyên Quân, tự xây dựng một Thiên Phượng Hoàng tộc. Sau khi Phượng Thiên Nguyên Quân chết đi, hắn đoạt được Thiên Hỏa Hoang Vực, tự trở thành tùy tổ của Thiên Phượng Hoàng tộc. Hách Liên Khuê Ngọc cười khẩy: Cũng là một kẻ phản nghịch sao? Hắn khí định thần nhàn, tình thế lúc này đối với hắn rất có lợi. Uy năng của luân hồi thung thực sự là cường đại, thời gian tiêu hao càng lâu thì càng có lợi cho hắn. Khởi Nguyên Đạo Thần và Tứ Diện Thần giết Đại Toái Lôi Trạch, còn Thiên Trường Sinh thì giết Tướng Vương, Luân Hồi Thánh Vương giết Vân Quyển Thư và Tư Mệnh Nương Nương. Đế vị này sẽ là thứ nằm trong túi ta rồi. Hắn mới nghĩ tới đây, đột nhiên một luồng đế uy cái thế từ thiên đình của khu luân hồi thứ bảy bắn lên trời, chấn áp vũ trụ ở các giới, chấn áp thời không, chấn áp tinh thần của mọi thần ma, mọi đại đế. Luồng đế uy này thực sự là quá khủng khiếp, quá đáng sợ, vô cùng nặng nề, đè nát cả trời xanh. Thần ma đang chiến đấu trong 64 tòa thần thành kinh hãi, thứ đế uy đấy trực tiếp đè nát tinh thần chiến đấu của họ. Đột nhiên chiến trường tĩnh lặng như tờ, thần ma hai bên đang giao chiến dừng tay, rồi nghe có tiếng leng keng chuyển tới. Thần binh, ma thần binh của các vị thần ma đều rơi xuống, hai mắt không còn chiến ý, chỉ còn lại sự kính sợ. Uinh uinh, uinh uinh. Chấn động dữ dội truyền tới, thân hình khổng lồ của Luân Hồi Thánh Vương bay về phía sau, bay về phía trên 64 thần thành, oanh kích lên Luân Hồi Thung, dính chặt ở lên đấy. Vừa thổ huyết, vừa kêu lên thất thanh: Thái Hoàng! Trong 64 thần thành, vô số thần ma kinh hãi nhìn về hướng thiên đình. Ở đấy, một vị thiên đế vĩ đại đứng sừng sững, tay cầm thần đao, đế vị bá đạo, bá thế. Bệ hạ! Một vị thần ma kinh hoàng quỳ mọp xuống đất dập đầu.
Bệ hạ, tiểu thần không phải là muốn phản bội bệ hạ. Vô số thần ma đều quỳ xuống bái lạy vị thiên đế trên thiên đình. Rồi các vị tạo vật, đế quân, bất kể là bên địch hay ta, tất cả đều quỳ lạy vị thiên đế kia. Phụ hoàng! Bọn thái tử Hiếu Văn Đế quệt vết máu ở trên mặt bái lạy, rồi tới các vị đại đế quỳ một gối xuống. Tiếp đó là Hách Liên Khuê Ngọc kinh hoàng nhìn thần tướng đế quân bên mình cũng thành khẩn quỳ lạy thiên đế. Các vị đại đế cúi lạy, miệng thì nói lớn: Thái hoàng bệ hạ, hãy tha tội cho thần, thần là bị Hách Liên nghịch tặc dụ dỗ mà thôi. Thậm chí ngay cả mấy vị đại đế Hách Tư Thị cũng cúi lạy một cách thành khẩn như vậy. Phong Vũ Kỵ thở dài, lướt nhìn Hách Liên Khuê Ngọc bên cạnh, nghĩ bụng: Uy nghiêm của Thái hoàng đúng là vô song, so sánh thì Hách Liên Khuê Ngọc đúng là như người đất, chẳng đáng để mắt tới. Sắc mặt của Hách Liên Khuê Ngọc tái nhợt, tâm thần đại loạn, mọi dã tâm, mọi tham vọng, tất cả đều tan thành trong một khoảnh khắc trung nhạc hiện thân kia. 16 vị địa hoàng của Hách Tư Thị cũng chấn kinh nhìn cảnh tượng kia với vẻ không thể tin nổi. Họ tuy từng là thiên đế đầy uy nghiêm của thời đại địa kỷ, thiên đế uy nghi thiên hạ, thế nhưng làm được tới mức này, chỉ cần hiện thân là chấn nhiếp thiên hạ, khiến cho quần hùng phải cúi đầu, thì có lẽ chỉ có Thái hoàng trung nhạc là làm được. Đại đế vô song, đế uy chấn áp thế gian mấy nghìn năm, Thái hoàng trung nhạc dù là thành tựu, chiến tích hay là uy danh thì đều là tuyệt đỉnh của một thời đại. Cho dù là kẻ địch, đối thủ của hắn cũng phải thừa nhận thành tựu và những cống hiến của hắn đối với thế gian này. Ngay cả với những đại đế tạo phản thì trong mắt của họ, Thái hoàng vẫn là vô địch, vẫn là chúa tể chư đế. Hắn là tượng đài của thời đại, là người tạo nên thời đại này. Hắn là thần trong tim chư thần, là đại đế trong tim của chư đế. Hách Liên Khuê Ngọc trước mặt hắn căn bản chẳng đáng nói. Hắn hùng uy cái thế, thậm chí không cần phải đích thân hắn đối phó với Hách Liên Khuê Ngọc, chỉ cần hiện thân là đủ khiến cho thế lực Hách Liên Khuê Ngọc khổ sở gây dựng tan rã. Đây chính là uy nghiêm, uy năng lớn đến mức nào đây? Đây không phải uy nghiêm được kế thừa, mà là sự uy nghiêm có được do chiến đấu mà có, cũng là uy nghiêm có được từ mị lực nhân cách của Thái hoàng. Nhìn chút chí khí của các ngươi đi. Luân Hồi Thánh Vương đột nhiên vung Luân Hồi Thung lên, dùng làm vũ khí quét về phía thiên đình rồi cười khẩy. Hắn chẳng qua là đạo thân của Thái hoàng, nhưng đã dọa cho các ngươi những vị đại đế vãi cả ra quần rồi, thật mất mặt ta. Rầm 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 rầm. Trên thiên đình, đạo thân của Trung Nhạc ấn một chưởng xuống đỡ Luân Hồi Thung. Luân Hồi Thánh Vương hét lớn, luân hồi chi lực bạo phát, triệt tiêu năng lượng của Trung Nhạc. Hắn cười khẩy: Thái hoàng chân chính mà có chút thực lực này thôi sao? Quỳnh một tiếng, thần nhãn chân mi tâm Trung Nhạc mở ra, tam mục thiên đồng chiếu xuống, rồi lại bị Luân Hồi Thánh Vương dùng Luân Hồi Đại Đạo đưa vào tầng tầng luân hồi, không chạm được tới Luân Hồi Thánh Vương chút nào. Sức mạnh của Luân Hồi Đại Đạo thật là khó tin. Vân Quyền Thư tạo vũ trụ thiên đồ, tái tạo sức mạnh của Trung Nhạc, nhưng không thể tái tạo được Trung Nhạc ở thời kỳ thịnh vượng, cũng không thể tái tạo được Luân Hồi Đại Đạo của Trung Nhạc. Chỉ dựa vào đạo thân của Trung Nhạc và vũ trụ thiên đồ không thể phá giải được Luân Hồi Đại Đạo của Luân Hồi Thánh Vương. Đáng đạo! Trong vũ trụ thiên đồ, Trung Nhạc chém thần đao xuống. Táng đạo thần đao và táng đạo mà Vân Quyền Thư thi triển ra hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Đao này chém xuống, vượt qua không gian thời gian, xuyên phá thời không, mọi đại đạo gần như bị chấm đứt, đều bị chôn vùi. Đây mới là đại nhất thống, đại thần thông. Luân Hồi Thánh Vương sắc mặt ngưng trọng, Luân Hồi Thung đột nhiên di chuyển chậm lại, dường như đang chịu một áp lực vô cùng lớn. Thần đao và Luân Hồi Thung va chạm, thấp thoáng thấy đao quang rơi vào tầng tầng luân hồi. Đao quang lao vun vút rồi bị mài mòn trong luân hồi. Cuối cùng một đạo đao quang đột phá phong tỏa của Luân Hồi Đại Đạo, chém xuống Luân Hồi Thung, keng một tiếng rất nhẹ, bị Luân Hồi Thung đánh cho vỡ tan. Phong Vũ Kỵ reo lên: Đây không phải Thái hoàng vô địch, chẳng qua là một con rối, là thế thân. Chư quân, Thái hoàng lấy cắp thiên địa chính thống, giữ sa tắc thần khí, độc chiếm bí mật trường sinh. Lúc này hắn tự thân cũng khó giữ được rồi, chúng ta không phản kháng, nhưng lẽ nào đợi hắn chặt đầu chúng ta hay sao? Hắn tiếp tục hét lớn một tiếng: Tạo phản đều là tử tội, muốn không chết thì hãy lật đổ triều đình này, tự mình mà làm thiên đế. Một lời nói thật dụ hoặc nhân tâm, khiến cho vô số thần ma tỉnh táo trở lại. Cho dù vị thái hoàng ở trên thiên đình kia rốt cuộc là chân thân hay là đạo thân, hay là một kẻ thế thân, dù hắn có phải thái hoàng thật sự hay không thì hắn cũng không phải là vô địch. Luân Hồi Thánh Vương có thể địch lại hắn. Tạo phản đúng là tử tội, giờ chỉ còn con đường duy nhất là đi tới cùng, giết tới thiên đình, lật đổ thái hoàng. Những trận sát phạt trong 64 tòa thần thành lại nổi lên,
huyết chiến lại bùng nổ. Nhưng Luân Hồi Thánh Vương rút Luân Hồi Thung đi dùng để đối kháng với Trung Nhạc. Bên Hách Liên Khuynh Ngọc lập tức mất đi chỗ dựa lớn, thắng thua của trận chiến này vẫn chưa thể xác định được. Đây chắc chắn là chiến dịch vô cùng tanh máu, sẽ có vô số thần ma chôn thây tại đây, thậm chí thần hồn cùng tiêu tan không thể hồi sinh được. Những thần ma không có gì nổi bật trong chiến trường kia không thể xoay chuyển được chiến cục, ngay những đệ đế cường đại kia cũng không thể, mà chính những người như Khởi Nguyên Đạo Thần, Lôi Trạch Cổ Thần, Luân Hồi Thánh Vương sẽ là người thay đổi cục diện này. Phong Vũ Kỳ ánh mắt lay động, từ xa nhìn một chiến trường khác. Cho dù hắn ở trong chiến trường, nhưng Thiên Ý Đại Lão vẫn giúp hắn nhìn bao quát được toàn cục, thấy được mọi thay đổi của chiến cục. Hắn nhìn chiến trường của Thiên và Tướng Vương, đó là trận chiến có thể thay đổi cục diện của chiến trường. Thiên, Tuấn Nguyệt Thần Vương và Trường Sinh Đế đang bao vây Tướng Vương. Tướng Vương tế lên thiên hà nổi sóng lớn, sức mạnh lớn lao vô cùng. Tướng Vương còn là cường giả hiếm có trong số các thần vương thái cổ. Ngay từ những năm tháng hỗn loạn khi thời đại địa kỷ chưa bắt đầu, hắn đã thử khai thiên tích địa, tuy thất bại thế nhưng vẫn sống được sau thất bại. Có thể thấy thực lực của hắn là lớn tới mức nào. Di tích khai thiên của hắn chính là thiên hà, đi qua cả thời đại địa kỷ, thậm chí ngay cả thiên đình cũng được xây dựng trên xào huyệt cũ của hắn. Hắn cho dù có nhát gan thế nhưng thực lực cực kỳ cường hãn, hơn nữa còn có khả năng phòng ngự cực mạnh. Thế nhưng kết cục của hắn trong chiến trận này đã định Thiên còn mạnh hơn hắn, cộng với Trường Sinh Đế và Thiên Đạo Chủ Tuấn Nguyệt Thần Vương, Tướng Vương đã vô cùng nguy hiểm, thiên hạ bị đánh cho tan tành. Khởi Nguyên Đạo Thần đã hại ta rồi. Tướng Vương toàn thân đầy máu, tả xung hữu đột, muốn xung phá phong tỏa của Thiên Đạo Vũ Trụ, nhưng thiên địa vũ trụ thu nhỏ lại tới cực hạn, giống như chiếc áo tròng lên chân người, quấn chặt lấy cả hắn và cái mai rùa, không thể thoát ra được. Thiên đạo vũ trụ này được hóa ra từ 30 thiên đạo đồ, in lên trên bề mặt cơ thể của hắn, hiện lên 30 đường hoa văn khác nhau, ánh sáng phong tỏa sự biến hóa nhục thân của hắn. Keng keng keng. Gân xanh của Tướng Vương nổi lên cuồn cuộn, khiến cho thiên đạo đồ gần như nứt toác. Thiên không khỏi kinh ngạc. Sức mạnh thật lớn, chẳng trách mà khai thiên không chết đi. Nói rồi, hắn thò tay tóm lấy Tuấn Nguyệt Thần Vương trong tay. Tuấn Nguyệt Thần Vương không tự chủ được, vỡ thành nhiều mảnh, nhục thân biến thành 30 món thiên đạo chí bảo, lần lượt rơi vào 30 thiên đạo đồ trên người của Tướng Vương. Tiếng bạo kích keng keng truyền tới, Hỗn Nguyên Đại La Kiếm một tách thành 50, cắm vào Thiên Cương Đồ. Trượng Thiên Bộ Địa Thiên Thư in lên Thiên Kỳ Đồ, Thiên Chủy Thái Cực Ấn đánh lên Thiên Ất Đồ, Huyền Tẫn Chi Môn oanh kích lên trên Thiên Huyền Đồ. Lần lượt các món thiên đạo chí bảo va chạm với thiên đạo đồ tương ứng, Tướng Vương bị đánh cho thổ huyết không thôi, cố gắng tế thiên hà lên nhằm thiên mà quét tới. Thế nhưng đúng lúc này, Trường Sinh Đế lao tới, vô số sợi rễ chui vào thiên đạo đồ, thuận theo mắt, tai, mũi, mồm chui vào cơ thể của Tướng Vương, điên cuồng hấp thu tinh huyết của hắn. Tướng Vương há mồm cắn rễ, mặt đầy máu, đột nhiên tứ chi thu vào trong người, lan về phía Trường Sinh Đế giống như một chiếc cối xay. Trường Sinh Đế cười khẩy. Tướng Vương, người đã trúng độc của ta rồi, một thân đại đạo sẽ tiêu tan ngay thôi. Uỳnh uỳnh. Trong sự rung chuyển dữ dội, Trường Sinh Đế bị chiếc mai rùa kia húc gãy tay. Tay chân cường tráng từ trong mai rùa thò ra, tung quyền cước như vũ bão lên ngực của hắn. Trường Sinh Đế thổ huyết bay ngược về sau, chưa rơi xuống đất thì đã có vô số xúc tu chui vào trong mai rùa. Tướng Vương gầm lên phẫn nộ, chặt đứt xúc tu. Xúc tu còn lại xâm thực nhục thân của hắn, khiến cho mồm hắn liên tục phun ra các mảnh tim gan phèo phổi đã vỡ nát. Vù vù. Thiên một trường phá tan công kích của thiên hà, đột nhiên bay tới, đứng trên mai rùa, giơ các thanh Hỗn Nguyên Đại La Kiếm chém xuống mai rùa. Toàn thân của Tướng Vương cứng đờ, các thanh Hỗn Nguyên Đại La Kiếm trên mai rùa chấn động, bị đánh bật ra ngoài. Bỗng Trường Sinh Đế biến thành vạn thánh linh căn, linh quang bay lượn đánh lên trên người của hắn, xoay cho tít mù. Một lúc sau, Tướng Vương miễn cưỡng lấy lại lực thăng bằng. Thiên đạo vũ trụ chân lưng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nặng, một thân sức mạnh dần dần không thi triển được. Thái Hoàng, người luôn nói ta nhát gan, không dám liều. Nếu như dám liều, chắc chắn thành tựu sẽ lớn hơn. Còn nói ta quá trung thực. Hắn nhìn Thiên và Trường Sinh Đế đang lao tới nói nhỏ. Ta chính là quá trung thực, ta không nên tin ngươi. Vẫn là nên trốn đi kìa, chưa biết chừng còn sống được. Người quá giảo hoạt, lại lừa ta ra khỏi thiên hà. Mà không, phải là mị lực của ngươi khiến ta ra khỏi thiên hà, đi ra khỏi bóng đen thất bại. Đời này ta chỉ từng liều có một lần,
chính là Khai Thiên, thất bại rồi, ta không dám liều nữa. Giờ ta chuẩn bị liều một trận nữa đây, ta không hối hận ra khỏi thiên hà. Lão hán ta vẫn có thể chiến được. Hắn gầm lên, nghênh chiến thiên và trường sinh đế. Tướng vương lại có thể kiên trì lâu như vậy, đúng là đáng sợ mà. Lúc bấy giờ Phong Vô Kỵ ánh mắt lay động, vô cùng kinh ngạc. Trong số các thái cổ thần vương vang dội, tướng vương không hề nổi trội, xuất chúng. Thế nhưng chiến lực đang thể hiện lại thực sự kinh diễm, hơn cả tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế. Nhưng đối thủ của hắn là thiên và trường sinh đế, lại bị thiên đạo vũ trụ áp chế, không kiên trì được bao lâu nữa. Một lúc lâu sau, một tiếng thở dài truyền tới, chấn động dữ dội, phá hủy thời không của chiến trường. Thiên và trường sinh đế lùi về phía sau tránh thời không hỗn loạn. Chỉ thấy một cái mai rùa trống rỗng bị thời không phát nổ đánh bay ra, lăn mấy vòng rồi dừng lại. Thiên hà vẫn đang biến đổi, đột nhiên không còn linh động nữa. Tinh quang phiêu tán, đại hà nổi sóng lớn, biến thành tinh vân lấp lánh kỳ hình dị trạng, giống như một con rùa già đứng trên đám mây, quay lại nhìn rồi cưỡi tinh vân bay đi. Cái mai rùa này có thể nói là di vật của thời đại địa kỷ đấy. Thiên cất mai rùa đi, hắn cười nói. Trên vũ trụ thiên đồ, trong thiên đình, Trung Nhạc thất thần nhìn cái mai rùa kia ngã xuống. Tướng vương! Hắn đột nhiên thổ huyết một cách đau đớn, vừa là thầy, vừa là bạn, vừa là đồng đạo. Ông bạn già đó đã đi rồi. Luân hồi thánh vương lúc đấy lao tới, luân hồi thung giống như một cây cột chọc trời nhằm vũ trụ thiên đồ mà quét tới. À! Trung Nhạc nộ phát xung quan, ném đế quan xuống, tám tay giơ đao, bảy hư ảnh thiên đế hiện lên sau lưng, hợp lại cùng giơ thần đao chém về phía luân hồi thung và luân hồi thánh vương. Uinh 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 uinh. Hai tay luân hồi thánh vương nổ tung, 16 cánh tay còn lại vội nắm lấy luân hồi thung rồi cũng lần lượt nổ tung. Luân hồi thung khổng lồ cắm vào trong tinh không, thế nhưng khó lòng chống đỡ được sức mạnh khủng bố kia. Vô số đao quang xuyên qua hư không từ bốn phương tám hướng chém xuống hắn, chém từ đầu tới đầu bên kia. Luân hồi thánh vương lấy lại được thăng bằng, toàn thân trên dưới đâu đâu cũng là vết đao. Hắn bị đạo thương, vết thương hở đầy máu, nhức mắt, máu thịt lật tung tóe, thậm chí ngay cả trên đầu, trên cổ hắn cũng toàn là vết thương. Luân hồi thánh vương ngẩng lên nhìn, hắn mỉm cười nói. Thái hoàng, vũ trụ thiên đồ được ngươi thi triển tới trạng thái cường đại như vậy, đúng là cử khôi, thế nhưng đáng tiếc, nó trước sau gì cũng chỉ là đế binh thôi, không chịu nổi uy năng khủng khiếp như vậy. Hắn đứng dậy, rút luân hồi thung từ trong tinh không, trên luân hồi thung cũng để vết đao chém, tiếp tục tiến về thiên đình, hắn kỳ khẩy. Vũ trụ thiên đồ là do Vân Quyển Thư tập hợp chư đế chi lực để luyện chế đúng không? Giờ cũng đến lúc bị phá hủy rồi. Khu thứ bảy luân hồi dung chuyển dưới bước chân của hắn, hắn nhanh chóng trở lại chiến trường, tiếp tục tiến về thiên đình. Để ta xem, thiên đồ có thể chịu được mấy lần công kích của ta đấy, vạn đạo luân hồi. Mà ở bên này chiến trường, thiên và trường sinh đế cũng tiến lại, không còn luân hồi thung, chiến trường rất bất lợi cho bọn Hách Liên Khuê Ngọc. Càng ngày càng nhiều thần ma chiến tử, không thể hồi sinh, linh hồn nhanh chóng tan thành tro bụi dưới sự va đập của thần thông, thần binh và trận pháp. Mảnh vỡ linh hồn bị khu luân hồi thứ bảy dẫn đi. Sức mạnh của 64 tòa thần thành chiếm thế thượng phong, nhưng sự xuất hiện của thiên và trường sinh đế đủ để xoay chuyển cục diện. Thiên và trường sinh đế đang định bước vào chiến trường, đột nhiên dừng lại, thấy cả tòa vãng sinh thánh địa di chuyển sang ngang, đưa cả vãng sinh cung bay tới. Đứng trước vãng sinh cung là một nữ tử Phục Hy thị. Tư Mệnh nương nương. Thiên cúi người thi lễ cười nói. Tư Mệnh nương nương quản lý vãng sinh chi lỗ, linh hồn mới của thiên hạ đều vãng sinh tại chỗ của ngươi, đầu thai ở các nơi. Thần trên thế gian này, nương nương là kỳ diệu nhất. Ta có đức hiếu sinh, mong nương nương nhường đường. Nếu không, ta đưa ngươi ra khỏi khu luân hồi thứ bảy là ngươi sẽ chết đấy. Điều hắn nói đúng là tử huyệt của Tư Mệnh nương nương. Tư Mệnh nương nương từng suýt nữa phong ấn sự sinh sản của các tộc trong thiên hạ. Nếu như thành công, vũ trụ khô kiệt, phản phệ cũng mạnh, chắc chắn hồn tiêu phách tán. Còn Trung Nhạc vì cứu nàng đã dung hợp nàng với luân hồi đằng, tế luân hồi đằng lên hoàn thiện khu luân hồi thứ bảy, để cho nàng trở thành thần vĩnh sinh bất tử trong khu luân hồi thứ bảy. Nhưng Tư Mệnh cũng khác với tiên thiên thần ma. Tiên thiên thần ma có thể du ngoạn khắp nơi trong các giới, không bị hạn chế, nhưng nàng chỉ có thể ở lại trong khu luân hồi thứ bảy này. Nếu như rời khỏi đây, phản phệ tiếp tục bạo phát thì nàng sẽ hồn tiêu phách tán. Thiên đạo hữu nói đùa rồi. Tư Mệnh nương nương thản nhiên nói. Tổ giới thì không có chứng lành. Mời, để ta xem ngươi sau khi thôn phệ cản đô đạo hữu có gì tiến bộ không nào.
Thiên thở dài cười nói: Luân hồi thánh vương không thể trừ bỏ ngươi, xem ra ta phải đích thân đưa nương nương lên đường rồi. Hắn còn chưa dứt lời, Trường Sinh Đế đã đột nhiên lao tới đánh lén. Bốp một tiếng, một đạo linh quang quất lên người Trường Sinh Đế, hắn thổ huyết lăn ra mấy vòng. Ngươi là linh căn, ta cũng là linh căn. Linh quang bao quanh thân thể kiều diễm của Tư Mệnh, biến thành một sợi thanh đằng. Tư Mệnh nương nương lướt nhìn hắn rồi thản nhiên nói: Cửu đại linh căn, ngươi xếp thứ 9. Trường Sinh Đế mặt đỏ bừng, hắn cười khẩy: Luân hồi đăng mới là linh căn yếu nhất kìa. Tư Mệnh, ngươi không phải linh căn thành đạo, mà là ngươi thành đạo dựa vào linh căn, cũng dám nghênh ngang trước mặt ta sao? Hôm nay không cần Thiên ra tay, ta có thể trừ bỏ ngươi được. Thiên tiến tới cười nói: Trường Sinh đạo hữu hảo khí, nhưng trận chiến này không cần Trường Sinh đạo hữu một mình đối diện với nàng ta, vẫn nên tốc chiến tốc thắng thì hơn. Chúng ta hãy cùng nhau đưa nương nương lên đường. Nương nương, thật tình cờ ở đây ta cũng có một cây linh căn, hãy nhìn. Hắn tới lên cây của sinh mệnh cổ thụ lên, tiến lại gần Tư Mệnh nương nương. Cùng lúc đấy, Trường Sinh Đế cũng di chuyển lao tới phía trước. Bên trong thiên đình, Cú Cương Đế thở hồng hộc không ngừng nghỉ mà tiến về phía Tạo Phụ Cung. Từ xa thì thấy đạo thân của Trung Nhạc đứng sừng sững trong vũ trụ thiên đồ. Luân hồi thiên cầu thì đang chuyển động liên tục, phát ra những năng lượng khủng bố. Nguy rồi, phụ hoàng, vũ trụ thiên đồ có rất nhiều vết rạn lớn kìa. Cú Cương Đế thất kinh, hắn thấy vũ trụ thiên đồ có nhiều vô số những đạo quang tới từ 64 thần thành, bát quan và thần ma thái cực thành nối liền thành một tấm lưới khổng lồ. Lúc này đây, cuốn thiên đồ này đã có lòng chịu nổi uy năng khủng khiếp như vậy nữa, xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Cú Cương, tại sao ngươi lại tới đây vậy? Trung Nhạc cúi xuống nhìn, tiếng nói chấn động. Ngươi bỏ trốn sao? Nhi thần chỉ muốn cùng huynh đệ tỉ muội đồng sinh cộng tử, vì đế triều dâng lên hồn phách này, sao có thể ham sống sợ chết được? Cú Cương Đế lấy Thái Tuế ra nói. Lôi Trạch đại nhân nói, Thái Tuế thần vương có thể chính là Đại Tư Mệnh, mà đầu của Đại Tư Mệnh trong cơ thể Thái Tuế thần vương, vì thế bảo con phải đưa cho phụ hoàng. Luân hồi thiên cầu đột nhiên chấn động, tách ra một đường thông đạo. Vào đi. Bên trong vọng ra tiếng của Trung Nhạc. Cú Cương vội vàng đi vào, thấy đường thông đạo tối tăm, không biết nối tới chỗ nào. Xung quanh toàn là cảnh tượng có hình ảnh của Trung Nhạc. Thời gian trên những cảnh tượng đó trôi qua nhanh hơn vô số lần so với hiện thực, nháy mắt đã là nghìn năm. Trung Nhạc trong những cảnh tượng đấy đang suy diễn đạo pháp thần thông. Cú Cương Đế trong lúc chạy đi cũng lén nhìn. Đạo pháp thần thông của Trung Nhạc trong những cảnh đấy đã đạt tới mức hắn nhìn cũng không hiểu. Phụ hoàng đang suy đoán những khả năng phá giải đạo quang của đạo giới. Phụ hoàng có thất đạo luân hồi của thời gian và không gian. Thời gian này là do người tạo ra, dùng vô số bản thân mình suy đoán cách phá giải đạo quang của đạo giới. Hắn vừa nghĩ tới đây thì nhìn thấy rất nhiều Trung Nhạc đứng sừng sững trong thời không, chuyển dấu ấn hỗn độn này sang Trung Nhạc khác. Dấu ấn hỗn độn không ngừng di chuyển, khiến cho hắn nhìn hoa cả mắt. Đột nhiên thời không biến đổi, tất cả Trung Nhạc chập lại làm một. Cú Cương Đế cuối cùng thấy chân thân của phụ thân, xung quanh chân thân là vô số tấm gương, trong đó là vô số không gian luân hồi luân chuyển không ngừng nghỉ. Hắn định cúi lại thì Trung Nhạc giơ tay lên, hắn không quỳ nữa. Cú Cương Đế giơ cao Thái Tuế thần vương nói: Phụ hoàng, Lôi Trạch đại nhân nói. Ta biết rồi. Trung Nhạc giơ tay, Thái Tuế thần vương bay lên rơi xuống lòng bàn tay của hắn, run rẩy mà kêu lên: Thái hoàng, bình tướng giết chứng người bao năm nay ăn thịt của ta, ta không hề có nửa lời oán than, ngươi không được giết ta. Oanh một tiếng, thần thức khủng khiếp như tinh hải mênh mông tràn ra từ mi tâm Trung Nhạc, nháy mắt đã tràn ngập mọi ngóc ngách cơ thể của Thái Tuế thần vương. Thái Tuế thần vương không kìm được nhu động, đầu của Đại Tư Mệnh từ từ bay lên. Ngay cả hỗn độn cũng không thể tiêu hóa được thịt của Đại Tư Mệnh. Trung Nhạc giơ Thái Tuế thần vương vào đầu Đại Tư Mệnh lên, ánh mắt mang dị sắc. Quả nhiên là ngươi, đạo hữu của ta. Đại Tư Mệnh, lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Thái Tuế thần vương không nói gì, nhịn hồi lâu rồi nức nở. Bệ hạ, ta biết sai rồi, ta là Thái Tuế, lão tử lai lịch phi phàm, là một miếng huyết nhục trong hỗn độn bay lên bờ. Trung Nhạc cười. Kiếp trước ngươi là Đại Tư Mệnh, khiến thiên nộ nhân oán, kiếp này là Thái Tuế bồi thường tội nghiệp đã làm. Hỗn độn thật kỳ diệu, nhân quả luân hồi, báo ứng không tốt. Thái Tuế, tuy ngươi sinh ra từ huyết nhục của Đại Tư Mệnh, nhưng lại có hồn phách của bản thân mình, đúng là không thể gọi ngươi là Đại Tư Mệnh được. Nếu ngươi thích cái đầu của Đại Tư Mệnh thì ngươi ăn đi.
Thái Tuế Thần Vương mừng rỡ, vội vàng nhu động cơ thể bọc lấy cái đầu của Đại Tư Mệnh nuốt vào trong bụng. Cú Cương kinh hãi: Phụ hoàng, Lôi Trạch đại nhân bọn họ sợ trong đầu của Đại Tư Mệnh vẫn còn ý thức của hắn ta. Nếu như Thái Tuế dung hợp với cái đầu của Đại Tư Mệnh, chỉ sợ rằng không, Đại Tư Mệnh không thể hồi sinh được nữa rồi. Trung Nhạc lên tiếng nói: Thời gian qua ta nghiên cứu đạo quang của đạo giới, tuy không tìm được thần đạo phá giải, thế nhưng biết rõ sự lợi hại của đạo quang đạo giới. Bị loại đạo quang này chặt đầu, ý thức cũng sẽ bị hủy diệt. Đại Tư Mệnh đã chết rồi, không thể hồi sinh được nữa. Giờ chỉ còn Thái Tuế Thần Vương mơ mơ màng màng là còn tồn tại thôi. Người đã dựa vào Thái Tuế thoát được một kiếp nạn thì ban cho hắn đầu Đại Tư Mệnh cũng là đương nhiên. Cú Cương Đế vâng lời, gấp gáp nói: Phụ hoàng có thể thấy được cách đối phó với dấu ấn hỗn độn từ Thái Tuế Thần Vương hay không? Trung Nhạc gật đầu: Năm xưa ta đã coi thường dấu ấn hỗn độn đến mức bị nó liên lụy. Thời gian qua tuy dùng luân hồi đại đạo chuyển rời dấu ấn hỗn độn lên cơ thể tương lai, thế nhưng dù sao cũng không phải là kế lâu dài. Có Thái Tuế Thần Vương, bí mật nhục thân Đại Tư Mệnh không lâu nữa ta sẽ giải đáp được. Yên tâm, ta sắp xuất quan rồi. Cú Cương Đế mừng rỡ, vội vàng đứng dậy mà đi ra ngoài. Phụ hoàng, nhi thần giờ tới 64 thần thành cùng tác chiến với huynh đệ tỷ muội. Cú Cương. Cú Cương dừng bước lại, quay lại nhìn Trung Nhạc mỉm cười nói: Phải cẩn thận. Cú Cương Đế quay người lại, trịnh trọng quỳ xuống dập đầu: Phụ hoàng, nhi thần và mấy huynh đệ tỷ muội đều có thể chết được, chỉ phụ hoàng là không được chết kìa. Nếu như phụ hoàng không chắc chắn thì đừng có xuất quan. Nhi thần và các huynh đệ tỷ muội chắc chắn sẽ kéo dài thời gian cho phụ hoàng, không phụ uy danh của đế gia. Trung Nhạc cười nói: Ta để lão cửu và thánh vũ tới tổ tinh tránh nạn, để lại nòi giống, không để con đi, con có trách ta không? Cú Cương cười nói: Sao có thể trách phụ hoàng được? Hoàng thần và thánh vũ hai đế tuy tránh nạn, thế nhưng con thấy họ chỉ hận không thể cùng bọn con đồng sinh cộng tử. Chỉ có phục khi chết đứng chứ không có phục khi sống quỳ. Họ chắc chắn sẽ trách phụ hoàng thiên vị để cho bọn con có thể sảng khoái đại chiến một trận, còn họ thì có thể đứng nhìn kìa. Trung Nhạc lẩm bẩm nói: Con ngoan, con ngoan. Cú Cương, con đi đi. Cú Cương Đế quay người rời đi. Trung Nhạc giơ Thái Tuế Thần Vương lên, nghe oanh một tiếng, vô số thể không vỡ ra dần dần xuất hiện. Thái Tuế Thần Vương bị vô số thể không tách thành nhiều phần, quan sát Thái Tuế Thần Vương từ nhiều góc độ. Nhưng kỳ lạ là tuy có rất nhiều Thái Tuế Thần Vương, nhưng hắn vẫn là một bản thể, một thân thể, cùng một thân thể, dường như là thân thể hắn đã vượt qua không gian và thời gian vậy. Chẳng trách hỗn độn cũng không tiêu diệt được ngươi. Trung Nhạc tim khẽ động, xuất hiện một ý nghĩ cổ quái. Không biết Thái Tuế Thần Vương có thể không chết dưới đạo quang đạo giới hay không đây? Thái Tuế Thần Vương đang toàn tâm toàn ý tiêu hóa đầu của Đại Tư Mệnh, hoàn toàn không biết Trung Nhạc đang có ý định gì. Đại Tư Mệnh với cảnh giới đạo thần cũng không đỡ được đạo quang của đạo giới, chỉ sợ Thái Tuế Thần Vương cũng không thể. Trung Nhạc trầm ngâm, từ bỏ suy nghĩ thử xem Thái Tuế Thần Vương có đỡ được đạo quang đạo giới hay không. Nếu Thái Tuế Thần Vương bị đạo quang giết chết thì hắn sẽ mất đi một đối tượng để nghiên cứu. Thái Tuế Thần Vương và Đại Tư Mệnh có liên quan. Đại Tư Mệnh chết dưới đạo quang của đạo giới, từ thi thể hỗn độn sinh ra Thái Tuế Thần Vương, không thể không nói sinh mệnh thật sự là kỳ diệu. Thái Tuế Thần Vương là một miếng thịt trên người Đại Tư Mệnh, không bị hỗn độn tiêu hóa. Hắn phiêu đãng trong hỗn độn không biết bao lâu, thế nhưng không bị tiêu biến, có nghĩa là nhục thân của hắn sẽ không bị hỗn độn đồng hóa. Thời gian qua Trung Nhạc từng nghiên cứu rất nhiều cách để đối phó với dấu ấn hỗn độn, nhưng tất cả đều thất bại. Cuối cùng nghiên cứu tới nghiên cứu lui, vẫn chỉ có vật chất hỗn độn mới có thể chống lại sự xâm nhập của hỗn độn. Ví dụ như chiếc hỗn độn bình mà con thứ bảy của hắn là Chắc Quang Thái Tử nhặt được bên bờ hỗn độn hải cạn khô ở Kim Mô Thị, nó không bị hỗn độn đồng hóa. Kim Mô Thị còn có một cây hỗn độn san hô thụ cũng được nhặt lên từ hỗn độn hải. Ngoài ra còn có hỗn độn kiếm mà Thất Khiếu Hỗn Độn đã tặng cho Kim Mô Thần Đế. Thời gian qua Trung Nhạc từng nghiên cứu hỗn độn bình, hỗn độn san hô thụ và hỗn độn kiếm, nhưng rút ra được một sự thực bất lực. Những thứ này là vật chết, không chứa bất cứ đạo lý gì. Cho dù có đạo lý thì cũng là của hỗn độn, dùng đối phó với dấu ấn hỗn độn là chẳng có ích gì. Vật chất hỗn độn bản thân là bảo vật trong hỗn độn. Đáp án duy nhất có được chính là biến bản thân thành vật chất hỗn độn thì mới có thể sống được trước sự tấn công của dấu ấn hỗn độn. Nhưng vật chất hỗn độn là chết, biến thành vật chết, vật chất hỗn độn thì chính bản thân cũng chết đi, không thể sống lại. Làm thế nào giữ được ý thức của mình? Làm thế nào để ý thức không bị hỗn độn đồng hóa? Làm sao để bản thân từ vật chất hỗn độn biến thành sinh vật hỗn độn?
làm sao từ sinh vật hỗn độn trở lại thành vật thân và sống lại đây? Đó chính là vô số những vấn đề nan giải. Giờ Trung Nhạc thấy một con đường khác để không bị dấu ấn hỗn độn đồng hóa từ Thái Tuế Thần Vương. Nhục thân của Thái Tuế Thần Vương không hề mạnh, rất nhiều thần ma đều có thể cắt thịt trên người của hắn để ăn cho đỡ đói. Nhưng điểm mạnh thật sự của hắn là đánh thế nào hắn cũng không có chết. Cho dù là hỗn độn khí ước cũng không thể biến hắn thành hỗn độn khí được. Cho dù là trôi giạt trong hỗn độn bao lâu thì hắn cũng không bị đồng hóa. Thế nào là nhục thân mạnh nhất đây? Đó chính là nhục thân mạnh nhất. Nhất niệm vạn giới sinh của Trung Nhạc vừa rồi cắt Thái Tuế Thần Vương thành nhiều phần. Nhục thân Thái Tuế Thần Vương đồng thời xuất hiện ở hàng vạn thế giới, cho thấy hắn bị cắt nhưng thực tế không hề bị cắt, vẫn là một chỉnh thể. Nhục thân của hắn có thể xuất hiện đồng thời ở các nơi, có thể có thế giới khác nhau, vượt qua không gian, vượt qua thời gian. Thái Tuế Thần Vương không biết làm sao hắn lại làm được vậy, thế nhưng Trung Nhạc thì lại biết. Nhục thân Thái Tuế Thần Vương kế thừa từ Đại Tư Mệnh, nhục thân mạnh nhất của Đại Tư Mệnh ở ngay trước người hắn. Thái Tuế Thần Vương, ngươi có thể là điểm mấu chốt để ta đánh bại dấu ấn hỗn độn. Trung Nhạc tinh thần khẽ động, vô số hắn đáp xuống, tiến vào vạn giới, quan sát các Thái Tuế Thần Vương trong các thế giới đấy. Trong những thế giới này, ánh sáng chói lòa, thời gian trôi qua nhanh chóng, là Trung Nhạc dùng trụ quang đại đạo để tăng tốc. Ngoại giới một khắc thì bên trong đã là nghìn năm, để cho hắn có thể nhanh chóng giải đáp bí ẩn của nhục thân Thái Tuế Thần Vương. Với hắn mà nói, thời gian này đã không còn bao nhiêu bí mật nữa. Hỗn độn là một trong số đấy, đạo quang đạo giới là điều thứ hai, còn Thái Tuế Thần Vương là điều thứ ba. Tăng tốc thời gian với người khác mà nói vô cùng nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút, thọ nguyên sẽ cạn kiệt, mất mạng nơi hoàng tuyền. Mà Trung Nhạc là tiên thiên thần thánh, thời gian trôi qua với hắn như nước xối vào đá, nước chảy ra nhưng đá vẫn trơ đứng đấy. Thời gian trong vạn giới trôi qua, hắn càng ngày càng thu hoạch được nhiều thứ. Cùng lúc đó, hắn cũng đồng thời vừa dùng luân hồi đại đạo chuyển dấu ấn hỗn độn của mình đi về tương lai xa hơn, để cho nó bạo phát ở tương lai, không ảnh hưởng tới hắn ở hiện tại. Cho dù hắn nắm giữ luân hồi đại đạo và trụ quang đại đạo, không gian đại đạo cũng phải rất cẩn thận chuyển rời từng chút một. Không chỉ như vậy, hắn còn mượn sức mạnh uy năng của luân hồi thiên cầu suy đoán bí ẩn đạo quang đạo giới. Luân hồi thiên cầu có uy năng và khả năng suy đoán rất cường đại, nhưng lại không hề có tiến triển gì trong việc phá giải đạo quang đạo giới. Thế nhưng việc này vẫn buộc phải làm. Giờ hắn không định sáng tạo ra một loại thần thông khác chuyên khắc chế đạo quang đạo giới, vì đó là chuyện gần như là không thể. Việc hắn cần làm bây giờ là tìm hiểu sự ảo diệu và huyền cơ của đạo quang đạo giới, dùng đạo giới của mình diễn hóa đạo quang. Đạo giới của hắn là đạo nhất bí cảnh. Các bí cảnh khác tương ứng với tử vi, vũ trụ cổ, hư không, lục đạo giới và khu luân hồi thứ bảy. Phổ nhất vũ trụ bí cảnh tạo thành đại nhất thống luân hồi, được luân hồi đại đạo thống nhất. Đạo nhất bí cảnh của hắn có thể diễn hóa ra loại thần thông tương tự như đạo quang, nhưng với tiền đề là hắn phải hiểu được huyền cơ ảo diệu bên trong đạo quang. Đạo quang đối đầu với đạo quang, cho dù đạo quang đạo giới của hắn không địch lại được đạo quang đạo giới chân chính, một đạo không được thì là hai đạo, ba đạo, bốn đạo, rồi cũng có ngày có thể tiêu diệt được đạo quang đạo giới. Luận về sự nhẫn nại và nghị lực thì của hắn mạnh hơn bất cứ ai cả. Lúc này đột nhiên tim Trung Nhạc kẽ run, hắn thở dài. Cuồng si. Tổ tinh luân hồi hoàn. Trong Thái Dương Cung Thánh Điện, Trung Hoàng Thần, Thánh Vũ Đế, 20 địa hoàng mỗi người đứng một chỗ. Phục Thương đứng sau lưng Thánh Vũ Đế, ngẩng lên nhìn quầng sáng khổng lồ bao phủ tổ tinh Thái Dương Hệ. Mọi người đều có vẻ già đi. Họ phần lớn đều từng tu luyện Vô Thanh Trụ Quang Huyền Kinh. Mỗi người đều dùng thời gian của bản thân nghiên cứu sự ảo diệu của luân hồi đại đạo. Bên trong luân hồi hoàn tuy chỉ qua 2-3 năm, nhưng họ đã trải qua hơn nghìn năm. Hoàng Thần huynh, Phụ Hoàng bảo huynh ở lại đây chứ không bảo đệ. Thánh Vũ Đế nghiêm mặt nói, lần này chúng ta ra ngoài rồi, huynh vẫn qua lại. Cường địch bên ngoài tuy nhiều, nhưng chỉ vài người là có thể thấy vị trí của luân hồi hoàn thôi. Hoặc có thể nói, chỉ một mình luân hồi thánh vương là có thể biết được. Lần này chúng ta ra ngoài, bất luận như thế nào cũng phải trừ bỏ luân hồi thánh vương. Hoàng Thần huynh có thể yên tâm tu luyện ở đây, giữ nổi giống cho Phục Kỳ thị chúng ta rồi. Trung Hoàng Thần nói, luân hồi đại đạo mà chúng ta tham ngộ ra đều là hậu thiên luân hồi. Có thoát ra khỏi vòng luân hồi hoàn được hay không còn chưa rõ. Giờ không nói những điều này vội. Trừ vị lão tổ, mọi người đã sẵn sàng chưa? 24 vị địa hoàng gật đầu. Thiếu Hạo Đế cười nói, luân hồi đại đạo ảo diệu vô song. Chúng ta trong nghìn năm có thể tham ngộ ra đã là thành tựu đáng quý. Lần này liên thủ thi chiến, dù thế nào cũng phải thoát ra được nơi này. Bảo Huy Đế ngẩng lên nhìn ra ngoài luân hồi hoàn.
tử đệ phục khi thị chúng ta chiến đấu ở bên ngoài, xả thân quên mình vì chủng tộc, vì quốc gia. Nếu không thể sánh vai chiến đấu cùng họ thì chúng ta sống tới lần thứ hai có ý nghĩa gì đây? Chư quân, tổ tiên hãy dặn dò. Tất cả cúi người về phía Bảo Hy Đế. Bảo Hy Đế cười nói, chúng ta ra ngoài cho họ biết thế nào mới là phục khi thị, thiên đế thời đại địa ký. Lên. Dịch Di, Sư Dịch, Thái Hạo, Thiếu Hạo, các vị đại đế cùng hét lớn, vô số đạo đại đạo hợp lại thành một đạo hậu thiên luân hồi đại đạo. Trung Hoàng Thần, Thánh Vũ Đế cũng hét lớn, tới một đạo luân hồi đại đạo mà mình thăm ngộ được lên. Uinh 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 uinh. Các loại luân hồi đại đạo va đập, hợp nhất, nối liền thành một mảnh. Trong đầu của họ lập tức xuất hiện thêm nhiều lĩnh ngộ phức tạp, các loại thông tin tràn đầy trong não của họ. Đó là lĩnh ngộ của những người khác về luân hồi đại đạo. Khi các đoạn đại đạo hợp nhất, chúng tràn vào trong não họ. Họ không kịp thăm ngộ tỉ mỉ những lĩnh ngộ đó, cùng hợp lực thi triển luân hồi đại đạo, chỉ nghe uỳnh một tiếng, luân hồi đại đạo bao quanh họ bắn lên trời, bay thẳng hướng ra ngoài luân hồi hoàn. Luân hồi đại đạo chứa trong luân hồi hoàn tinh thâm hơn họ rất nhiều, nhưng họ đều là tầng thứ thái cổ thần vương, liên thủ lại cho dù là hậu thiên luân hồi thì cũng bạo phát được năng lượng không gì sánh được. Luân hồi đại đạo bao quanh họ, bên ngoài thời không đang biến đổi không ngừng, thời gian lúc tiến lúc lui, đại đạo vũ trụ đang thay đổi điên cuồng. Luân hồi hoàn của Trung Nhạc bạo phát uy năng khiến cho họ nhìn thấy vô số cảnh tượng kỳ quái. Những cảnh tượng đó có cả là thời đại hắc ám, đại tư mệnh mở ra tử vi tinh vực, các vị thần vương đứng sừng sững trong thiên địa, đội trời đạp đất, có cái là thời kỳ đầu hỏa kỷ, thân ảnh đại toại vĩ đại truyền đạo thiên hạ thắp lên tân hỏa, có cái là thời đại hỗn loạn, Bảo Huy Đế thống lĩnh tộc nhân chống lại sự thống trị của tiên thiên thần vương. Còn có cảnh tượng ở trong tương lai, thậm chí họ còn thấy trong tương lai bản thân bị giết, từng cảnh tượng khiến người ta phải kinh hãi. Luân hồi hoàn liên quan tới thời không luân hồi, khiến cho họ thấy được bản thân mình ở quá khứ và tương lai, đặc biệt là cuộc chiến tranh trong tương lai mà họ sẽ chết càng thêm kinh tâm động phách, làm kinh động linh hồn, chấn động đạo tâm. Phải giữ vững đạo tâm. Bảo Huy Đế hét lớn, không được để những cảnh tượng đó ảnh hưởng tới ý chí của mình, nếu không đạo tâm bị tổn thương sẽ thành công cốc ngay. Tuy nói là như vậy, thì nhưng kết cục chết thảm trong tương lai vẫn khiến cho đạo tâm của họ dao động. Đột nhiên có tiếng nói giả nua vọng lại, thần hữu ra đi giang sơn còn, hằng cổ bất động thủ thế gian. Đạo tâm hỗn loạn của mọi người bỗng được bình yên, đạo tâm hằng cổ bất động giúp ý chí của họ trở nên kiên định, luân hồi đại đạo đã ổn định lại. Môn thần thông này cũng thật là bất phàm, chuyên nhằm vào đạo tâm. Phong Hòa Đế nhìn Phục Thương, lão giả thấp bé này khi thi triển môn ấn pháp này đột nhiên ánh sáng vạn trượng, có phong thái hiên ngang, không phải là phàm nhân. Hắn nói, môn ấn pháp này là ai truyền cho ngươi vậy? Thái Hoàng cũng không thi triển được tinh diệu đến như ngươi. Ta chỉ biết ngươi là tối, còn không biết danh tính thật sự của ngươi kìa. Ta là... Phục Thương môi run rẩy, thân người lại co rúm lại, vô cùng thấp kém, không dám nói gì. Rõ ràng có thần thông cường đại bảo vệ đạo tâm, nhưng đạo tâm lại bị hủy hoại hoàn toàn. Đại Diệu Đế đột nhiên nói, ta biết ngươi là ai, khởi Minh Hoàng Thái Tử. Phục Thương thân người run lên, gần như phục dưới đất, không dám lộ mặt. Hằng cổ bất động ấn, có thể nói là thần thông đạo tâm mạnh nhất. Người sáng tạo ra loại thần thông tinh diệu này, có lẽ không phải ngươi, mà là phụ thân ngươi, Phục Môn Đạo Tôn kìa. Bà Huy Đế nhìn hắn nói, ta cũng là một vị phụ thân, hiểu kỳ vọng của phụ thân với con cái họ như thế nào. Đừng để cho hắn thất vọng nữa đi. Người đã chịu giày vò lâu như vậy, đạo tâm đã bị hành hạ hết lần này đến lần khác. Nếu ngươi bước ra được, đạo tâm của ngươi sẽ phát huy được sáng ngời. Ngươi đứng dậy đi. Phục Thương vẫn nằm sát đất, Bảo Hy Đế cho mày. Hậu thiên luân hồi đột nhiên chấn động, sắp ra khỏi luân hồi hoàn. Thánh Vũ Đế nhìn Phục Thương không nỡ, tối, ngươi già rồi, ở lại đây dưỡng lão đi. Phục Thương run rẩy ôm lấy chân hắn, tiếng nói khàn đặc, đừng bỏ lại ta, ta sợ chết già một mình ở đây. Đem theo hắn đi, kẻ đáng thương cả đời không thoát ra được bóng đen kia. Trung Hoàng Thần nhìn Phục Thương nói, phụ hoàng đặt tên tội cho hắn, cả đời gánh cái tên này, đây là cơ hội cuối cùng cho hắn đền tội rồi. Phục Thương trầm mặc, thân người không còn run rẩy nữa. Hoàng Thần huynh, huynh ở lại. Thánh Vũ Đế chần chừ một chút, Phục Khí Thí cần giữ lại nòi giống, chúng ta đi chuyến này chưa biết sống chết như thế nào, nếu chúng ta thua hết thì dù sao vẫn còn có huynh. Trung Hoàng Thần chau mày, đệ trẻ hơn ta, đệ ở lại đi.
Thánh Vũ Đế cười nói: "Phục khí huyết mạch của huynh thuần tịnh hơn đệ, huyết mạch của mẹ đệ quá mạnh, phục khí huyết mạch trong cơ thể của đệ không thuần, đệ không phải phục khí thần chính. Ban đầu phụ hoàng cũng muốn huynh ở lại, nên để luân hồi hoàn cho huynh. Đệ và chư vị địa hoàng tiền bối chỉ là vào nhầm, giờ nên đi ra rồi." Trung Hoàng Thần định nói thì Thánh Vũ Đế nháy mắt với mấy người Bảo Huy Đế, tất cả đều ra tay đánh Trung Hoàng Thần rơi khỏi luân hồi đại đạo. "Kiều ca!" Thánh Vũ Đế nhìn xuống rồi nói lớn: "Hãy tiếp tục sống cho tốt vào, cứu được hậu thế, đừng để truyền thừa của phục khí bị đứt đoạn." Trung Hoàng Thần bay lên đuổi theo luân hồi đại đạo, đột nhiên thời không lưu chuyển, hắn lại xuất hiện trong Thái Dương Cung. Hắn ngẩng lên nhìn bóng mọi người biến mất trong không gian luân hồi hoàn, sắc mặt thản nhiên, hắn nói nhỏ: "Luân hồi hoàn không giữ chân được ta, cảm ngộ của các ngươi về luân hồi đại đạo đều ở trong đầu của ta, cùng lắm là chết sớm mấy nghìn năm. Mấy nghìn năm ta không tin là không tham ngộ được những lĩnh ngộ của các ngươi kìa." Thánh Vũ Đế cùng các vị địa hoàng bay ra khỏi luân hồi hoàn, nhìn quanh thì thấy 3000 lục đạo giới vốn dĩ rất lung linh giờ đã biến mất không còn, chỉ còn lại những ngôi sao tàn tạ, đó là lục đạo giới tan tành khi vây giết họ. Trong trận chiến này chắc chắn 3000 lục đạo giới sẽ hoàn toàn tan rã, lục giới sẽ lại chỉ còn có tứ giới thôi. Bào Huy Đế cảm khái nói: "Chỉ cần có chiến tranh thì phần lớn người chết và người bị thương đều là lê dân bách tính cả." Thánh Vũ Đế dẫn các vị địa hoàng vào khu luân hồi thứ 7 rồi lắc đầu nói: "Không, sau khi lục đạo giới bị hủy diệt chắc chắn vẫn còn ngũ giới." "Sao, ngũ giới ư?" Chư vị địa hoàng đều sững người. Thánh Vũ Đế đứng trong khu luân hồi thứ 7 nhìn trận chiến. Thực ra đại toại từ lâu đã có thể dựng lại hư không giới được rồi, chỉ là bị Vân Tướng ngăn cản không cho hắn tạo lại. Vân Tướng biết chắc chắn sẽ có trận ác chiến này nên muốn để Đế Triều và Phục Khí Thị ta để lại một đường lui, đó chính là Bình Ngạn Hoa và hư không giới. Chư vị địa hoàng ánh mắt sáng lên, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp. Khuê Tích Đế tán thưởng: "Vân Tướng trí tuệ đúng là thần nhập thánh mà, thật là phi phàm." Thảo An Đế gật cù: "Hư không giới ngoài việc có thể cho linh hồn chiến tử bên ta vào hư không ra, bảo toàn linh hồn, để lại căn cơ để trỗi dậy, tác dụng lớn nhất có lẽ là ngũ giới đại nhất thống kìa." Ngũ giới đại nhất thống thần thông, tử vi, đạo giới, vũ trụ cổ, khu luân hồi thứ 7 cộng với hư không giới, đại nhất thống thần thông với điều kiện ngũ giới luân hồi này. Điểm quan trọng nhất, kỳ diệu nhất của loại thần thông này chính là chỉ có thể thi triển dựa vào hư không giới. Hư không giới đã không còn là thế giới hoàn chỉnh, không có đại toại chủ động tái tạo hư không giới, chỉ dựa vào 20 thánh đế, chỉ có thể cho Bỉ Ngạn Hoa bao trùm phạm vi không rộng, gồm cương vực của 64 thần thành. Trong vùng lãnh địa này tiếp dẫn những thần linh ma linh tử lạn, đại đạo của hư không giới thì tập trung trong hư không giới không hoàn chỉnh này. Trong điều kiện ngoại giới chỉ còn tứ giới, kẻ địch cùng lắm chỉ có thể dùng đại nhất thống thần thông của tứ giới luân hồi, uy lực cũng không lớn lắm. Hư không giới chính là thế giới thứ 5 của Đế Triều, có thể dùng ngũ giới luân hồi đại nhất thống thần thông, uy lực của thần thông sẽ hơn đối thủ rất nhiều. Cho dù lục đạo giới không bị hủy diệt, đối phương có thể thi triển ngũ giới đại nhất thống thần thông thì Đế Triều có thể thi triển lục giới đại nhất thống thần thông, uy lực tuyệt luân. Lục giới đại nhất thống thần thông là thần thông nhằm vào đạo thần, có khả năng chiến đấu với đạo thần. Năm xưa Vân Quyển Thư thỉnh cầu Trung Nhạc chế tạo luân hồi thiên cầu, mục đích đầu tiên chế tạo luân hồi thiên cầu chính là suy đoán sự biến đổi của thiên địa đại đạo sau khi một hoặc hai giới trong lục đạo giới bị hủy diệt, suy đoán đại nhất thống thần thông trong điều kiện đó sẽ thi triển như thế nào. Chí giả như vậy rất hiếm, dự đoán tương lai, vạch ra kế hoạch cho mấy nghìn năm sau. Kẻ địch chỉ thấy 64 thần thành chứ không thấy cái hố khổng lồ sau khi chúng phá 64 thần thành. Vân Quyển Thư đã đào hố xong từ lâu, chỉ đợi chúng tự chôn thây ở dưới hố. Nếu không có đạo thần, chỉ dựa vào Vân Tướng là có thể định thiên hạ thái bình, trừ bỏ mọi cường địch rồi. Thái Hạo Đế thở dài nói: "Đáng tiếc trận chiến này lại có đạo thần." Mọi người tâm tình nặng nề tiến về phía chiến trường. Đúng lúc này đột nhiên có kịch biến, chỉ nghe tiếng răng rắc truyền tới. Dị bảo vũ trụ thiên đồ vẫn là không thể chịu nổi sức mạnh quá lớn, cuốn trận đồ không ngừng tan rã, liên hệ với 64 thần thành bị đứt dần. Trên thiên đình, sức mạnh của đạo thân Trung Nhạc bắt đầu suy giảm nhanh chóng. Không có vũ trụ thiên đồ trợ giúp, hắn không thể duy trì được trạng thái đỉnh phong của mình được. Luân hồi thánh vương cười ha hả, luân hồi thung bay về phía thiên đình. Luân hồi thung khổng lồ sắp cắm vào trong thiên đình để gây ra hỗn loạn, đột nhiên đạo thân Trung Nhạc chìm xuống rơi vào trong tổ đình bên dưới. Uy năng của cả tòa tổ đình bạo phát,
di chuyển tới chặn đứng Luân Hồi Thung. Luân Hồi Thung dầm một tiếng cắm vào tổ đình, bị đệ nhất sát trận của tổ đình nhấn chìm. Luân Hồi Thánh Vương hự lên một tiếng muốn thu Luân Hồi Thung lại, thế nhưng món trọng khí đó đã bị đệ nhất sát trận áp chế, không thể động đậy được. Nhưng uy năng của Luân Hồi Thung đúng là phi phàm, chống lại được đệ nhất sát trận trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị phá hủy. Thái Hoàng đã hết cách rồi. Luân Hồi Thánh Vương yên tâm cười nói, dùng tới cả tổ đình, xem ra không còn thủ đoạn nào khác nữa rồi. Vũ trụ thiên đồ rách toác, 64 thần thành lập tức mất đi mối liên hệ. Vân Quyển Thư gắng gượng chấn áp thương thế, lệnh cho các đại đế các thành dẫn binh rút lui về Bát Quan. Thiên Tiên Nương Nương toàn lực thi triển ám võng, ám võng càng ngày càng sáng chói, vô số thông đạo thông tới khắp nơi dẫn các lộ đại quân về tám tòa hùng quan. Ma Thiếu Âm, Ma Thiếu Dương, Ma Thái Âm, Ma Thái Dương, Thần Thiếu Âm, Thiếu Dương, Thần Thái Âm, Thái Dương, tám tòa hùng quan này vây cứng quanh tổ đình. Trên tám tòa hùng quan, thần quang chói sáng hoa lệ, cánh hoa mảnh và dài của Bỉ Ngạn Hoa từ trên tường hùng quan rủ xuống được thần quang chiếu rọi. Phạm vi Bỉ Ngạn Hoa bao trùm rất rộng, ngay cả tổ đình cũng được bao phủ bên trong. Trên Bỉ Ngạn Hoa còn có thần ma Thái Cực Thành lơ lửng giống như thái cực đồ từ từ xoay chuyển. Đây là quan ải lớn nhất đế triều, là bức tường chắn cuối cùng của cửa thiên đình. Hách Liên Khuynh Ngọc thừa thắng truy kích, giết các lộ đại quân. Thiên Tiên Nương Nương đợi khi phần lớn quân đã vào trong ám võng, lập tức cắt đứt ám võng bảo vệ đại quân chủ lực được rút lui an toàn, bỏ lại phần đại quân bị Hách Liên Khuynh Ngọc giữ chân kia. Những vào mặt trời đỏ rực chiếu xuống chiến trường đế triều, không biết là màu đỏ của ánh mặt trời hay là màu đỏ của máu. Thiên, Trường Sinh Đế và Tư Mệnh Nương Nương đang chiến đấu trong thời khắc ác liệt nhất. Trường Sinh Đế biến thành Vạn Thánh Linh Căn, quân lấy Luân Hồi Đằng. Thiên thì tế thiên đạo vũ trụ vây lấy Tư Mệnh Nương Nương ở bên trong. Tư Mệnh Nương Nương, ngươi nên lên đường rồi. Thiên cười ha hả, định đưa Tư Mệnh Nương Nương ra khỏi khu Luân Hồi thứ 7 thì uy năng khủng khiếp ập tới từ đằng sau. Thiên không khỏi kinh hãi, quay người tung 49 thiên đạo, còn chưa hình thành thiên đạo luân hồi thì thiên đạo nổ tung, uy năng khủng khiếp oanh kích lên trên người của hắn. Uỳnh uỳnh. Nhục thân của Thiên tan tành, biến thành các giải thiên đạo bay đi. Luồng uy năng đó ập tới, xuyên qua thiên đạo vũ trụ. Trường Sinh Đế thấy vậy, vội vàng biến thành linh quang bỏ chạy. Quay lại nhìn thì thấy là Thánh Vũ Đế dẫn theo 20 địa hoàng đang tới, thi triển đạo giải, đại trận phá vỡ thiên đạo thần thông. Những cái tên này liên thủ lại có thể đánh trọng thương được Thiên, tại sao thực lực của chúng lại tăng nhanh đến như vậy? Đạo giải là đạo giải khiếm khuyết, hơn 20 người liên thủ không thể có uy năng lớn như vậy được, nhưng lại trọng thương được Thiên. Nhưng hắn không biết bọn Thánh Vũ Đế đã thâm ngộ được luân hồi đại đạo của Trung Nhạc trong Thái Dương Cung ở Luân Hồi Hoàn. Tu vi thực lực đều đã tăng mạnh, tuy hơn 20 người liên thủ thế nhưng uy lực đã tăng lên gấp nhiều lần. Tư Mệnh Nương Nương thoát nạn, lập tức cuốn bọn Thánh Vũ Đế lên, hét lớn, rút lui. Uỳnh một tiếng, luân hồi khổng lồ xoay tròn cuốn tất cả biến mất. Tất cả vừa biến mất thì một con cự thú hỗn độn lắc đầu quất đuôi, há cái mồm lớn. Nếu không rút lui kịp thời thì chắc chắn họ đã bị con hỗn độn này nuốt chửng. Con hỗn độn đó không đấp chúng, thân hình thu nhỏ lại biến thành tứ diện thần. Hắn cười nói, Tư Mệnh Nương Nương không thể coi thường, tránh được chiêu này của ta rất không tầm thường, thật không hổ là thần đệ của khu luân hồi thứ 7. Chiến trường ở chỗ khác đã kết thúc. Đại Toại, Lôi Trạch, Hoa Tư và Hậu Thổ Nương Nương nghênh chiến tứ diện thần và Khởi Nguyên Đạo Thần. Chiến lực của họ vốn tương đương, thế nhưng sau khi thành tựu đạo thần chân chính, Khởi Nguyên Đạo Thần thực lực cao thâm khó lường, cho dù họ có ba cây linh căn cũng bị đánh cho trọng thương, buộc phải rút lui. Tướng Vương chiến tử, 64 thần thành thất thủ, Thái Hoàng đã thua, giờ chẳng qua là đang dễ chết. Tứ Diện Thần nhìn Bát Quan từ xa, Luân Hồi Thánh Vương bay tới đứng bên cạnh hắn nói, Bát Quan song thành tổ đình, chỉ cần phá đi thì thiên đình dễ dàng là có được. Đế triều hoành tráng nhất lịch sử sẽ biến thành của ta. Thế nhưng luân hồi thung của ta có chút nguy hiểm. Thái Hoàng đang dùng đệ nhất sát trận giữ chân luân hồi thung của ta, chuẩn bị luyện hóa nó rồi. Để ta đi đoạt lại cho ngươi. Quanh người tứ diện thần lan tỏa vô số thế giới, nhất nghiệm vạn giới sinh lập tức vượt qua tầng tầng không gian, nháy mắt đã tới trước Bát Quan. 64 thần thành cũng không ngăn được ta, huống hồ là Bát Quan đấy. Đạo giải. Từ trong tám tòa hồng quan truyền ra những giải sóng khủng bố, tứ diện thần kinh hãi, điên cuồng nâng cao pháp lực. Thế nhưng uy năng của đạo giải thần thông quá lớn, oanh kích tới khiến cho tứ diện thần bay ngược về sau, để lại vô số đạo tàn ảnh. Tàn ảnh bị chấn động tan tành, vạn giới hắn sinh ra cũng vỡ vụn, uy năng đáng sợ đánh thẳng lên trên người của hắn.
Đúng lúc này, Khởi Nguyên Đạo Thần lao tới, tay đẩy về phía trước. Từng tiếng một vang lên, Chư Thiên Vô Đạo bùng nổ, rồi lật tay, Chư Thiên Vạn Đạo cũng bùng phát lao thẳng tới đạo giải. Trong chấn động kịch liệt, hai vị cường giả cường hãn khóe miệng đều rỉ máu, liên tục lùi về phía sau. Kinh hãi nói: "Lục giới đại nhất thống thần thông ngư, sao có thể?" Lại ùnh một tiếng nữa, tán cây của sinh mệnh cổ thụ bay tới, bao phủ thiên địa, bao trùm toàn bộ mọi người ở phía dưới. Thương thế của Khởi Nguyên và Tứ Diện Thần được lành lại. "Thật tuyệt vời." Khởi Nguyên Đạo Thần thở ra một hơi khí đục mà khen ngợi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 364 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.